Hello, xin chào tất cả bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm cái khẩu M41 VIP Thiên Thần. Vâng, khẩu súng này các bạn có thể kiếm trong vòng quay 100 game. Các bạn quay hên xui thì sẽ nhận được. Vâng, rất nhiều đồ ngon trong cái vòng quay 100 game. Nhưng cơ bản thì nó khó ra thôi. À, để mình chỉnh lại cái nút biến hero. Rồi, ok. Nút cận chiến. À, còn độ nhạy tâm ngắm nữa. À, độ nhạy tâm ngắm thì mình để hơi cao. Các bạn bắn thế nào thì các bạn cứ tự chỉnh thôi. Bởi vì cái này nó tùy thuộc vào cái tay mỗi người và cái dòng điện thoại các bạn dùng. Một bé này. Đấy, thơm không ạ? Hàng này thì không có giáp zombie. Đang liên hệ chủ hàng để mua cái giáp zombie mà thực sự bạn Mỹ Kim ý, thì bạn ấy quen được một người trong clan. Mà người đấy thì lại quay được cái khẩu này. Thế là mình được bạn Mỹ Kim gạ chịt cho các kiểu. Không biết là tại sao mà được cho mình. Thế rồi. Lượn đi đâu ấy? Ô, xuống này. Rồi tôi xong rồi. Thôi xong rồi. Ơ kìa. Anh ơi. Úi dồi. Cào phía sau. Không thông đích người ta. Không thông được. Này thì double kill. Úi dồi. Hình như double kill cận chiến phải không ta? Ê. Một bé. Hai bé. Này thì nhây này. Úi dồi ôi. Thiếu tí nữa là em la liếm được rồi. Con quả này không biết là mình có phải double kill cận chiến hay không. Vâng, quả đấy chắc là mình phải soi lại cái video thôi. Để nhắc lại cái chuyện lúc nãy thì khi mà mượn được ấy. Vâng, bây giờ mình không nhớ là mình kể đến cái đoạn nào rồi. Vâng, trí nhớ rất là ngắn. Nhìn nhau là cái gì? Cút ra. Vâng, bây giờ vẫn không có cái giáp zombie nên mình quyết định là vẫn làm clip. Vẫn cận chiến. Hổ báo các kiểu. Rồi, chúng ta sẽ đợi zombie ra sau này cận chiến cho phê. Úi dồi ôi. Cái khẩu này ấy, thì các bạn không thể gọi như là súng ốc chó được. Tại vì anh em hay gọi đua TMP thiên sứ là súng ốc chó. Thì khẩu này thì nó không thể gọi như thế được. Tại vì nó cũng không phải là đam như khẩu đua TMP. À, một bé này. Một bé này, ok. Úi dồi ôi. Cận chiến mặt mình nó nhìn đi đâu ấy. Vẫn ăn được. Hư cấu. Nói thêm một thằng nữa bị cận chiến. Úi dồi ôi. Tia chớp chậm quá. Vâng, nhìn cái skill thiên sứ như kiểu là TMP ốc chó ấy. Rồi tuy là mình được cấp ạ. Nhưng những cái đồ mới thì mình vẫn không được cấp sớm. Vâng, vẫn cần những đại gia. Úi dồi ôi. Cái đấy là bọn trên này nó la liếm nhanh đấy nhở. Vâng, chắc mình sẽ lên trên này thôi. Đấy, lên thế này đứng. Cút ra để bố mày thể hiện. Vâng, phòng khá là ít người. À, ít zombie, chán hết. Vâng, cận chiến có hai con thôi. Đã hết zombie rồi. Thế này thì đánh đấm cái dê. À, thế còn đi nấp nữa, đậu xây. Này thì nấp mày. Úi dồi. Quả đáp bom đi vào lòng người. Còn đáp bom mắc vớ vẩn. Rồi cận chiến này. Úi dồi ôi. Sao lại headshot. Cái đậu xanh. Mình bắn toàn hay headshot nhá. Cái tay nó quen quá. Úi dồi ôi. Khổ vãi xoài. Vâng, một quả thông đít. Đến từ kìa, thôi xong rồi, gãy rồi. Mình cận chiến fail quá à. Vâng, quả cận chiến mắc fail. Úi dồi ôi. Gì đây? Có hero này, đậu danh. Rồi, phải có hero thì phải cần hero thôi. À. Này thì nhây, thằng kia nó dại đi nhở. Thế đấy nào. Sắp hết giờ thì để hết giờ bà nó đi. Vâng, còn hero nữa. Thế thì lại zombie win thôi. Mà không có giáp nên cận chiến nó hơi bị rụt rè anh em ạ. Nó mà nhấp nhử mình hụt một bước tiến một bước lùi là mình chết ngay. Này thì tao sợ mày quá cái hero á. Bố mày cầm hủy diệt đấy. Đừng có đùa. Đùa với hủy diệt là hơi bị sai rồi. Vâng, mình quyết định là đi kiếm phòng khác đây. Chứ cái phòng đấy rõ là ít zombie không thể bắn được. Vâng, tuy là mình không có giáp. Nhưng cái bản năng máu chó của mình nó thấm tim não rồi.
nên cái phòng mà ít giơ mai không thể đủ được. Rồi, ui dồi ôi, thằng kia nó bắn nhanh thế. Tính cái hàng của nó. Có định mấy, đừng nói phòng này là ít giơ mai á. Đây, 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 ui dồi. Đây, đây, sau lưng này. Tính thông đích nó. À đây rồi, ui dồi, đồng thế, ok. Ơ, sao lại chết. Bắt xoài. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi, con lợn này. Bố mày không có giáp nhưng bố mày vẫn sẵn sàng ăn tất. Ăn cả đất xung quanh. Ăn tất và ăn cả đất xung quanh. Đấy là câu châm ngôn của NFT. Đây rồi, lại đây. Chạy đâu con lợn này. Đứng lại, bố mày xử. Ơ kìa, giúp non. Bắn thôi. Còn nó chạy xa thế. Thằng em đi xa quá. Em đi xa anh quá. Có biết không em nơi đây. Anh nơi đây vẫn chờ đợi một giấc mơ. Rồi. Còn sau này không có một con zombie luôn ạ. Quái xoài. Đây rồi, mình sẽ lừa những con zombie non ra đây sau này cận chiến. Đây 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 đây. Đây. Ơ kìa. Vãi. Quả đấy mà fail thì hơi bị. Mình chả hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn. Vâng không có giáp nó thốn vậy đấy. Sợ thật ý. Quả đâm như thế mà không ăn được thì đúng là phí thật. Nếu hiểu luôn. Này đi hero này. Con quả này không. Hôm nay cái hạc này chỉ có con hủy diệt thôi. Cứ hủy diệt mà tàng thôi. Kiểu gì hero cũng sấp mà là. Nhưng hủy diệt thì đi cào người hơi bị khám đấy. Chúng ta chỉ cầm hủy diệt ở cuối trận thôi. Mình quen tay ấy thì chỉ cầm cương thi. Ở cái đầu trận cuối trận gì cũng cầm cương thi. Này thì bom nè. Á đù. Đây rồi. Cơ bản là mình không có giáp mình máu chó quá hả. Nhưng mình không có giáp mình bắn thôi. Mà quả đấy cận chiến bị mít thì sai đấy. Đậu xanh. Đấy thể tinh được. Quả cận chiến nó đi vào lòng người. Đéo lại mít. Ôi dồi. Gì đấy. Làm gì mà căng vậy. Rồi. Mấy cái thằng lừa tình thì chúng ta không nên đố làm gì. Dễ chết lắm. Vâng. Không có giáp thì tốt nhất là bắn bình thường thôi. Ôi dồi. Mấy hôm nay cận chiến nhiều quá. Rất thích máu chó anh em ạ. Ủa gì đấy, gì đấy. Gì đấy anh Tơ. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Làm gì mà căng. Vâng, chúng ta không cận chiến được trước mặt thì chúng ta sẽ cận chiến ở những cái hẻm. Vâng, lợi dụng những cái hẻm thì chúng ta có thể bắt được nó. Các bạn thấy mình xử lý chuẩn không ạ? Quá chuẩn luôn, mệnh. Đối với những cái thằng mạng nó lag như mình ý thì tốt nhất là kiếm những cái chỗ, những cái góc hẹp, những cái góc lag như này cận chiến nó phê hơn. Ủa rồi, không nên cận chiến thẳng trước mặt, dễ chết lắm. Cơ bản là mình không có giáp nữa, mình cận chiến rất là rụt rè, mà rụt rè là một cái điều thì gió không nên. Cái quả này đáng nhẽ mình phải lao luôn này, rụt rè quá. Gì đây công lục. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh.